Hello, chào cả nhà nha. Rồi, chào các bạn ơi. Lúc trước mình bắt được mớ chuột cả nhà, giác này về mình nướng ăn. Nướng hồi tối. Chấm mà chén chấm mù tạt cái gì? À. Chấm mù tạt, ngán mù tạt. Bắt chiều được như là cả nhà ơi. Ồ, quá ngon rồi. Hạt đạn hạt hậu. Quá thơm rồi. Thơm phức của cả nhà ơi. Quá thơm mà cả nhà ơi. Cha cô chừng nữa cha. Không bằng nha. Mình giết mình đâu. Hôm nay gió mát quá. Khán giả nhóc chừng cả nhà ơi. Ông ngủ tối tối ông đi coi chừng một cái vô cái chén nước chấm đó chắc tối tối ông thiệt à. Thơm. Nó cần. Cái con chuột nhỏ này nè. Lúc chào thơm thể. Bỏ đi. Bỏ đi. cái sầu chuỗi này nó bự quá trời bự luôn. Đây nó nè, đây con nè. Nãy em giục hết con rồi. Thả còn trong. Con nghỉ ngoài lâu lắm rồi. Nghỉ ngoài mấy tháng nay rồi. Nhà em ở đâu ạ? Khỏe. Này nhúng sơ lại nha cả nhà. Cái này khỏe không? Nhúng qua lượt nữa rồi cho nó chín luôn. Thế hả? À, tại vì còn trẻ chơi nhiều quá chắc này gán chịu đi chứ nói ai nữa. Hả? Ai về sống á? Bán trái thôi ai kêu bán nhiều. Trời ơi vậy đi. Trời ơi. Trời ơi. Thế anh chín nè. Ờ, ông ba đó là bà ba. Thế anh chính. Hello. Ngồi có tủ trước nè. Ông mày trông giống ông mà nghe là có hù ăn cơm. Cỡ trời. Lớn thế được phải nít rồi sợ. Đông vui. Mấy này ta bỏ mẹ nướng làm gì cũng không ai uống. Cháu thả dính. Cháu thả dính chụp. Chú mong người mặn mặn. Mặn thằng nào nó dục không lấy ý. Bữa hổm gì mặn con không mổ bụng. Ác luôn thì chưa. Ôi chưa mổ bụng mấy ông ơi. Lại để trời. Dục luôn. Dục dục đó. Bẻ lại cái đuôi dứt. Cái đuôi. Ngon mà. Cắn nồng nồng nói quà mỏ hai chú ba. Đù một chuột này để tao. Mẹ ăn đuôi đi quê. Ủa, ăn đuôi quê. Để đi con Phan ăn chuột nhỏ Phan hả. Gắp lên cái. Để trời. Chưa mổ bụng trời. Uống ngu à. Chuột á. Cái đó là tại vì lý do kỹ thuật đó. Thôi cái này để đi. Để đi chút đi. Ba cái này để đi. Chính là tàn lắm. Cái phẩm này là con tóc quá. Nhớ tóc tao nè. Ăn cái kiểu đó ớt chồng coi chặt cái nửa cọng ớt mới đủ quá. Đây là chuột lứa này nha cả nhà. Nó lớn nè. Còn đây là sâu chuỗi của con chuột cái. Đây nó nè. Ồ cái này béo lắm cả nhà ơi. Ông đó là thằng Trung đó. Rồi tới giờ luôn. Ông lớn tuổi kìa ông tới ông. Đây là chuột ướp chao nướng nha cả nhà. Lô Dương Bảo ra đây. Rồi. Sắp chín nghe cả nhà. Này chày. Đây thì chuẩn bị cái đèn điện. Ta ngồi ta chơi. Dẹp cây, dẹp cây, đi mà dẹp cây. Mất luôn. Không hiểu nó như đây thôi gì đâu ạ. Này kiếm hai cây đóng ta bẹt á, dựng lên. Rồi, có đèn sáng rồi. Mới câu điện. Thơm phức rồi. Rồi muốn chín này nè cả nhà ơi. Trời ơi, có để trong tủ kìa. Để trong hả? Phải nó bổ rồi. Không phải. Cái lúc mà mình lấy kéo mà mình lấy. Quá vàng rồi. Quá vàng quá thơm. Mình pha chứ bổ nguyên si cho mà không nổi. Uống nguyên si nên mình uống. Thơm phức rồi cả nhà ơi. Ngâm cũng nhẹ mà. Đây. Uống nguyên si luôn rồi. Nóng lắm rồi. Ngâm ngủ nhẹ đâu phải luôn nóng đâu mà nóng. Con ếch luôn hả? Ếch đâu hả? Ếch bắt chưa hả vậy? Có ếch ông cầm nè. Quy. Có kiếm được cái vỏ sầu đâu không?
Sờ râu nhóc con ơi. Đụ đĩ mẹ lấy xà lan chở. Ở đâu? Vô cây hay gì? Ừ, vô. Anh nhà, vô bà hai miếng biến ở trời cái cây chùm bình vậy nè. Ừ. Không cho lấy da. Sao không cho xin một miếng? Ai là nhà ông mới mới bà. Anh thằng ơi, ngâm một miếng cho bộ tinh tính mụ bộ một tiếng dê sao mà không cho. Đây. Tôi xin một hai lát vậy thôi. Có nhà. Có nhà. Có nhà. Lại bà hai đắng ta cho cho nó tôi về tôi làm thuốc. Chào cái. Chào cả nhà. Ôi. Thằng ơi. Sao? Ngon. Mới chết à? Ngon nữa, cay quá. Ông sáu. Vừa nhậu. Ông sáu rồi. Ông sáu. Cái gì? Tại hấp đau rồi. Đây này sắp chín hết rồi cả nhà. Rồi, hồi đưa cho anh Huy mượn. À. Chưa ơi. Mở cà phê em lấy dùm cái hút này nè. Con chuột nhỏ thì nó chín quá nó khô. Cay không? Có ai test thử chưa cay không? Test rồi ba. Không vừa ăn rồi, vừa ăn chứ không cay. Không này nít thì ăn thì không biết sao chứ. Trời ơi, thằng Bảo ông Cúc rồi bao cay luôn đó. Con này ăn cái nước. Nhảy nữa. Quay quay nó mày. Cầm quay quay nó cho rớt di trùng xuống. Mình đi chắc ăn để sống sống mà. Tôi ăn to. À. Thơm hết lòng hết trơn rồi. Ngủ mình ăn trước mình tối mày nhìn hoài á. Cắn tao nhìn hoài vậy. Mày kêu bà mở bà ba mở cửa. Dạ quá. Phá cửa rồi. Thôi bà ở nhà là bà mở bà để cửa gì đó. Bữa nay gần bà chiều bà nói ta bữa nay bà đi ăn bún. Ai? Bún tiêu bà đâu ăn bún chiều bà uống. Bún tiêu mà dũng còn nhiều mà cái bình nó quên á. Một phút không vậy đó, ra ca chưa Huy? Mời đi ra vậy. Mời hả? Thì khôi đủ. Nhớ là nếu mà Di Thung mắc không sao, nhưng mà cái nạn phải còn nha. Dép đâu à trời. Mày mới về lớn mày. Nè mày coi anh mày nè, mưa một cái anh mày lớn hao, hút cái mày hao dập nước luôn. Trời ơi, chín chơi rồi, lại mầm đen. Chín rồi. Thôi lựa vô đi Huy. Huy, gấp vô đi, đi vô. Để không kịp đó. Áo đỏ, giá tiền. Mưa tới thiệt đó. Mưa không lớn đâu. Chả đưa chả. Quê á, quê á. Gấp bên chuột nhỏ vô đi. Thì lớn thì vỏ. Vô nè đâu, gấp bên chuột nhỏ. Đây nè, đây nè. Đưa cho. Thôi đi. Nè, gấp đầu rồi nè. Chuột nhỏ hết hả? Sao? Có mưa không? Chín luôn nè. Không lớn đâu, gầm ơi gầm. Thấy giờ mưa không lớn đâu. Đi đi. Chéo đi. Mưa gầm. Thấy. Đây nè nha ơi. Các bạn thấy cái sát luôn rồi. Cái Hà Nam không? Đó. Ngồi xuống cốc. Sao lấy nét rồi. Đừng nhúc nhích. Vô 1 2 3 vô. À rồi. Thôi mưa rồi mấy người ơi, bưng chén vô. Quá trời nó bóng. Lâm găm hà chưa tới. Lâm găm hà không sao đâu. Thì cho nào mưa mình giọt. Mưa lâm găm cây châm có trái. Con chuột này nó kén ăn nè. Nó kén ăn nó bóng, nó kén ăn nó dài thon à. Cũng mập. Sắp thì cô quay lên cái gì nữa lịch sự rồi. Ừ. Lần nữa con này lên. Này bị sắp hết đi. Để nguyên đậu luôn hả? Kém lưỡi bắt la đi. Rồi. Không kém lưỡi bắt đôn. Nó bảy tiếng ngang kêu kìa. Nó tào lao. Nó tào lao nghe con. Cha đi mẹ. Mới đây hả? Mới đây hả? Mấy bữa nữa mới hết. Thì chắc có 20 ngày quá. Có mấy bữa nữa mới hết thuốc đó kìa. Bữa chủ nhật mượn hai đi bữa nữa. À. Này. Bữa nay bữa nhật có để tới không rồi. Nhớ lắm. Bừng chạy đường cờ vòng á. Trời ơi mưa bự hay bước đi dài bước tới phải ầm ầm. Mưa lớn cái gì? Chơi nào mưa lớn giọt vô. Lâm găm mà cả nhà ơi. Muốn vô nhà vô. Con nào nó chín như ghê luôn. Đây cả nhà ơi. Nè. Đi giọng kéo cái thùng ra cá vừa nhậu luôn mới dung. Thấy một đi. Cái gì? À. Đi giọng đi anh Huy ơi. Cái gì? Bông hới trơn chuột hết với mập cả nhà ơi. Bưng 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 cái kéo cái thùng vô. Tới cả nhà mình vô nhà cả nhà. Vô. Nè. Cảm ơn mời các coi. Thú rồi, thú ra. Chưa bạn. Rồi, mời Cúc. Mời cả nhà nha. Rồi. Mời cả nhà anh rồi. Rồi. Ra đồ. Rồi dứt. Em cảm ơn nha.
Ừ, chấm này đi. Mịt nùi ăn cái gì mà cái dán đi ra. Làm cái đùi cả nhà ơi. Đây. Đó. À, mời cả nhà nha. Ôi quốc cắm chén mưa ớt huyền thoại nữa nè. Siêu cây nữa. Đã. Quá. Cay. Đúng rồi đó. Em hết kìa chú Hải đâm cay té đá trong quần luôn. Đúng rồi vậy. Mời cả nhà nó vô nha. Rồi vô. Không xong đâu. Không có độ chịu cay nổi mà. Thôi xe lem không uống đồ ăn đi xe lem. Ăn đi. Dứt xe lem. Vô đi con. Dứt đi, ngồi đó nhậu không hết đâu, chơi đi. Không cho ăn đi. Gà cây. Cái thằng này bà mày. Vô cây. Chứ mất. Đi ra đâu kìa. Nhà đâu? Quay chụp hình kìa. Nhà đâu lại ăn. Ra tôi ra. Vô cây. Đi rượu đâu? Mời cả nhà nha. Rồi đó. Mời cả nhà nha. Trời quốc. Dứt mồi đi, vô mồi đi. Mấy chuột nhỏ nhỏ từ tơ nè. Chiến ớt quỳnh thôi nè. Mời cả nhà nha. Cái đùi chuột. Ăn bảo. Ăn đi con. Cay gì cay thôi. Cay không? Nước chấm cay hả là gì? Lấy nước đá kìa. Ngon cúc. Vô mồi cho sâu vô đi. Sới đâu đi? Sới giờ Nam giống á. Mấy giờ mới nghỉ? Sới gọi nghỉ. Nè nè, Nam bò câu à? Nam á, nghỉ anh á. Tờ có mũi con đắt à. Thấy có ba giờ rồi gọi. Chị vậy? Sáng giờ chạy sớm sớm đừng giữ rồi chạy. Chị vậy? Ba cũng sớm mà. Cái này ông có không nè, làm mồi giống sớm rồi lên cầu quay rồi. Lên cầu quay ngọt đó ông sao? Mày mày năm giờ giống một chiều. Kiếm gì thêm vô. Hôm nay rồi. Ba chục nè. Chú hôm nay bữa nay em ngủ bữa nay đi được được mà nó gì vậy? Hả? Mời bữa nay vô cả. Sao nó bữa nay? Phúc mời gà ca hả? Mời gà ca. Có bằng có bằng mạng nữa không? Vô nhà kìa. Ăn tư. Tư kìa. Tư mà tự giờ mấy chục. Quá trời giữ mồi nè. Ăn no mồi à. Đây mồi đây. Nè. Cái đó không phải cái đó gà ăn hay gì á. Mẹ chứ. Nè. Cái chén ớt siêu cay. Hái làm cay quá. Nè sớm ai đông á. Đúng không? Rồi giờ mà thím sáu rồi á. Em đông đó. Giờ mới đã. Cay vậy. Cay vậy. Cay bảo. Dạ cái độ cay này cũng chưa hợp với con. Thôi cay này riết như ăn nó quen hết rồi. Thấy thấy xà lem thì nhìn nó muốn hít hà đó. Chấm ăn mới ngon. Không chấm ăn không ngon mà ngặt con cái chấm thì nó cay. Đừng chấm. Vừa ăn không? Cái gì? Cái sợ gì vậy? Cái gì nói vậy? Có đít không á? Ừ. Còn phổi. Ừ, còn cái phổi gì đó. Còn cái gan nó đổ trống á. Còn phổi ăn được không? Không mới béo. Ăn chừa á bọn ha. Rồi gan với phổi ha.
mất cơm làm món gì ăn cũng béo, chiên ăn cũng béo nè, mà nấu canh chua cũng béo. Nấu canh chua ta chừa bọng này được không? Chứ rút bọng ra hết ngon. Thương đi xịt lương. Vô cày. Ê. Mời các bạn nha. Biết này rồi hoàn thành cái gì chứ. Như thế như mai à. Mày dạ. Ông bắt nó đi. Thì chịu chịu vậy dứt. Ông bắt đi ít nhiều gì cũng phải kiếm được vài quan chuột con đi làm về đó. Cái mua cái kiếm kiếm được cái gì nó. Vậy hả? Nấu chấm thử rồi cay không? Cay lắm cái gì xem em? Cay quá. Ăn hết được mà. Cay toàn báo vậy luôn. Nó quýu. Ăn đổ hơi mỏ vô nè. Vô cái chấm lúc coi. Nè, rớt đây. À, coi chú nào ăn cay, chịu nổi uống nước. Bảo chịu ăn cay lắm mà. Đại đi. Cái gì kêu gì? Nó ngọt quá. Rồi, mặn. Ngọt quá đâu ngon. Không có đâu mà. Vậy thôi. Coi chén của đầu kia đó. Chén một và chén nó nhiều nhất. Hết hết đó. Ớt nhiều thiệt. Cay không nói mà có điểm. Cái độ xé đuôi ăn bảo từ cái độ muối đó độ xé đuôi ăn vừa ăn cay và ăn cái không có bầu có bì mà đi bắt nhái bắt ếch không nên đâu mà không thèm mà nhớ mà chỉ bắt cho nó chừng dài con cho nó khoai gì nó thèm mà thèm nhưng mà chừng nào đẻ không kìa nó... bắt ăn không để bắt làm gì bắt xong mà nó tội quá à bắt đây khách đèn đi bắt gì gì nhỏ này, ghiền, ghiền được nhá. Mấy con rồi nó ghiền nhá chứ không ghiền ăn bắt nuôi hay sao bắt nuôi hả nhầm bụng cho ngại bắt nuôi hay là bắt ngon ngăn mời ra nhà nha chuột mini là chuột tơ chuột lứa 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 gì mới cái con đó. Cái con là lùm kẹo heo miếng đu gồng nghe cả nhà ăn thấy thèm chứ thôi con ngửa miệng đi ăn đi ăn đã đi ăn ơi cay không bắp mấy ăn gồm ở đây đủ quay vô xem em sâu vô xem em nào đi khi chị hai người nào đi nè đủ nhắm cái này quất cái con đi nè chứ đi xem em có lứa lứa gì đâu mới đã đó xem em chèo bắt ngay đâu chị múc ra nghe bắt nhiều quá hết nhớ rồi vô mấy con này nè mấy con này nè mấy con này nè cái dạng ví dụ như kỳ quyêu nè nè mấy con gì nè cắm vô ví dụ như dán mua ớt gì nè 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 cắm vô nè chút gì nè chút gì tắm nó lại chém ớt nè chấm lúc vô nè quậy quậy lên nè quất ghét nè đó có ớt nè bỏ luôn cạp nè có cay nè chỗ lũi dạ nó mới ăn cơm mệt nên chạy qua đó chuột nướng này mình tập gầm ăn cũng ngon á tôi gầm nhóc dưới đó ngon không nguyên một đám á trời ngon thôi qua giờ tối rồi không dám thấy ăn gì không được bộ tối mấy anh em làm sương sương và đi thôi cả nhà ơi uống nhiều cũng không tốt uống cho giãn gân giãn cốt được rồi mời cả nhà nha nha lấy xịt nha ngay đầu uống được rồi béo rồi giòn đem than vô luôn đem này là tại chỗ luôn nhất luôn lấy cái bình con bánh có cái bình dưới đó bình cho nhóc nè bình bự đó kẹo sáng dữ đó thì cái trong đồng nó quay trong đồng luôn à căng chừng khúc rồi đừng cái xả bốn mươi ông ông có hai cái bình nhỏ không ông đưa con bình nè ông chi làm gì mà đi đâu đó mà lấy mình đi no nữa nè lương rồi kiếm chút đỉnh nấu cháo rồi ăn
nhóc xịt lươn gì nhóc. Đi trên bộ. Vô cúc, dạ, vô cúc cái coi. Đi thuyền là đi lên đi đâu. Quá đẹp rồi. Kẹo à, chạy không kịp. Sợ hả? Sợ kiếm gì cúc? Sợ. Đi đi bộ không sợ nha, mà đi thuyền sợ. Bỏ thì sợ hả? Biết đâu ngồi gì đó. Đi bộ không thở. Rồi là... đi ra hả mình sợ không? À, đi ra hả mình sợ không? Không, để có người đi đâu nào. Đâu luôn. Bữa nào? Bữa đi xịt bữa clip đi xịt con đêm đó. À đi xịt cá con đêm hả? Ừ. Lấy mồi dạng ra bảo. Mồi cái tay đúng không? Bỏ đầu bỏ chén đi. Đưa đầu đưa cho anh Hải kìa. Ờ, em mới uống mà. Đó hả? Đó. Ngắt cái đầu đi con. Ăn gà hoàng á. Không ngắt được. Đầu cạp cái đầu luôn rồi. Ăn ăn cái ghiền. Cạp luôn rồi. Cắn luôn. Cắn luôn thử rồi. Thôi nó mất ăn rồi. Mình đâu ha. Gì nó không ăn được đâu. Những cúc có ăn đầu không sao bỏ vô chén nữa. Chén này thương luôn. Đầu giòn béo. Thế thèm. Ờ, nó không có béo chết. Bằng nấu canh chua đâu. Thế nấu thèm mà không được béo tức thiệt. Thôi chủ quên ăn mập thiệt. Mập hơn bữa mình đặt gặp á. Ừ. Bữa đặt gặp bữa mà không lộn ăn chủ kia dạng khúc cua. Khô gan đúng không? Thấy thèm thiệt. Rồi sớm mới bữa. Sớm mới chạy. Em thử đâu chuột không à? Quay, ngọm, thơm, thần luôn, nó nhảy một cái. Ăn là gì hay? Cái giỏi. Kêu ai gà? Phải kêu ai giống ngồi nói chuyện chơi gà? Chơi hồi gì? Mình dừng cái tay với miệng coi. Thử ăn. Ăn đã đi, hồi rửa. Chanh hết rồi. Ừ. Đi săn hồi chiều đó. Quay lại quay cái lá đông rồi. Vậy cả nhà nha. Rồi mình vứt cái đầu con chuột cái coi. Vứt liền. Cái này chuột mình bằng mình chỉ cắt mỏ mình chừa cái đầu nha. Đây. Nè, cái đầu con chuột à. Cắn vô nó giòn giòn nước quyền hội nè nè trắng vô tới nè nó có não không béo dữ lắm các bạn không đúng rồi bạn cái này là cái gì đố luôn đố gì á cái mình nói luôn à bắt hao để dài thôi clip đây cũng kết thúc cả nhà ơi một buổi tối chúc cả nhà một buổi tối tràn đầy hạnh phúc nha mấy bye cả nhà bye.